Sốp nơ mơ hạt.com, nơi bán nick liên quân uy tín giá rẻ, thử vận máy nhận nick cực ngon. Truy cập ngay sốp nơ mơ hạt.com. Ok, chào toàn thể anh em đến với đó là channel của NMH. Theo clip này mình sẽ làm về vị tướng đó là Arung, một vị tướng gọi là đỡ đòn. Thì phải gọi đó là bị cấm đó rất chi là nhiều luôn. Mùa này thì mình vẫn chưa làm về đó là vị tướng Arung bởi vì bị cấm anh em thấy thì gần như đó là hầu như là trận đấu nào cũng cấm cả anh em ạ. Thực chất thì Arung không phải là chất tướng đó là quá mạnh nhưng mà nó bảo kê tốt quá. Kiểu rằng là các sát thủ khác á, nhưng đó là người chơi đó là thích theo thiên hướng đồ sát thủ rất chính là sợ vị tướng này, bởi vì cứ lao vào bắt AD phạt thì bị khóa. Nên là vì thế thì bị cấm trong danh rất chính là nhiều. Giai đoạn đầu game thì sáng cướp đó là con búa đỏ của rừng tem Bendix, nhưng mà có lẽ là bị Lilara tem địch phát hiện. Và này thì không cướp được búa rành em ạ, bởi vì lượng đám của mình thì không bằng đó là bị tem Bendix, nên là thôi pha này thì phải tốc biến bỏ chạy khi mà tem Bendix thì tập trung đó là 3 người. Tôi là không cướp được nhưng mà chắc chắn rừng tém địch đó là sẽ thọt khi mà mất đó là con búa đỏ. Ở trận đấu này thì tém bên mình đó là có Zon, một vị tướng đó là xạ thủ có sức sát thương cũng rất chỉ rất tốt. Nhưng mà anh em biết rằng thì đó là Arung, đó là bảo kế tốt nên là việc đó là chơi Zon thì có lẽ là cũng ok thôi. Chỉ cần đó là giữ được vị trí bắn là được, còn tém bên địch mà lao vào thì đã có mình khóa rồi. Thì trong video này mình cũng sẽ đó là trình bày cho anh em cụ thể đó là về chất tướng đó là Arung, bên cạnh đó thì trang bị bảng ngọc và phù hiệu dành cho đó là vị tướng này thì anh em cùng theo dõi. Nếu mà anh em cảm thấy đó là clip này hay hữu ích, đừng quên để lại cho mình một like, một đăng ký kênh đồ tính thân nhá. Cảm ơn anh em, đó là rất chi là nhiều. Thì hiện tại vẫn chưa lên được level 4, chứ pha đó có lẽ level 4 là mình khóa luôn á. Chưa level 4 thì cứ bình tĩnh tự tin đã anh em ạ. Hiện tại bây giờ thì anh em thấy thì tém bên địch và tém bên mình thì tập trung ở hàng tà thân, ở trên đường tà thân khá là đông. Mình và Zon thì đang khởi động đó là con rồng này, nhưng mà pha này chưa lên được level 4 này, tiếc nhá. Thả thú sống nhưng mà bị đó là thon tém địch né được rồi. Chắc có lẽ là lùi lại thôi, bởi vì anh em thấy thì hiện tại bây giờ đó là tém bên mình đó là chỉ có 2 người. Ồ thôi xong rồi mà tém bên địch 4 người luôn. Mình thì vẫn chưa lên được level 4 nữa. Bây giờ thì chắc có lẽ phải đó là hết đám lính này mới đó là lên được level 4. Zon tém mình bảo đó là gánh tốp ăn lơ à. Ồ pha này xích luôn này, đúng rồi. Chạy đậu lên bảng điểm số và điểm hạ gục thì dành cho Zon tém mình. Bởi vì pha đó thì tên thân thì Zon tém mình ăn được, nhưng mà với lượng máu khá là thấp nên là mình cũng lên bảng điểm số. Hai ông Batman cũng như là Carissi không lại hỗ trợ mình với nha. Pha đó ra hỗ trợ chỉ cần một người hỗ trợ nữa là ngon á. Zon tém mình thì cũng bị đó là Pain tém đi tiền lên bảng điểm số. Mình thì cũng đã làm đó là về vị tướng Pain rồi, một vị tướng có khả năng sốc đám cực kỳ là tốt. Chỉ cần đó là sử dụng chiêu 1 hôn gói xác và sử dụng chiêu 2 một phát nữa thì lên bảng điểm số là chuyện bình thường. Ở giai đoạn đầu game thì sức sát thương cũng cực kỳ là tốt đến từ vị trưởng của Pain. Thì hiện tại thì về thế trận thì hai bên thì cũng khá hòa hoãn thôi. Thon tém địch thì cùng mạnh ở giai đoạn cuối game, Zon tém mình thì cùng mạnh ở giai đoạn cuối game. Bên cạnh đó thì Alice tém địch thì cùng mạnh ở giai đoạn cuối game. Nhưng mà anh em thấy thì điểm yếu của tém bên địch là gì? Đó là nguồn sát thương phép cực kỳ là nhiều. Nên là vì thế ở giai đoạn đó là giữa game thì mình sẽ lấy đó là đồ kháng phép cực kỳ là nhiều dành cho đó là vị trí của Arung, thì anh em cùng theo dõi. Rồi pha này thì sẽ bắt Alice tém bên địch này, chạy đâu Alice của tém địch này thì hiện tại đang khá là thấp máu đúng không? Pha này thì mình đó là thả thú sống này. Rồi đáng con tốc biến anh em ạ. Rồi pha này mình sẽ tốc biến và khóa luôn đó là vị trí của Alice tém bên địch. Tiền Alice tém địch lên bảng điểm số. Rồi thon tém địch bắn đi bạn ơi. Rồi thon nạp đàn và bắn tiếp cho bạn thoải mái. Pha này thì nếu mà không có trụ thì mình lao vào luôn á. Mình sẽ thả thú sống kẹp góc. Anh em thấy thì Carissi tém mình đang đục trong bụi đúng không? Nếu mà mình biến về thì thon chưa chắc hẳn đạt ra, mà mình sẽ là lên đấy để cấu nhừ nè. Rồi pha này thon 3-2-1 rồi, lao ra thì phần còn lại dành cho đó là Carissi tém mình. Và tiền đó là vị trí của thon lên bảng điểm số.
Mình thì chỉ đó là mồi nhử thôi anh em ạ, mồi cấu thôi, để cho đó là Crazy ăn. Thì nên là việc đó là nhiều khi anh em cảm thấy đó là à, thấp máu nhưng mà vẫn lao lên. À anh em hãy hiểu rõ, à có đồng đội của Tem Đích ở đó rồi, nó mới dám lao lên như vậy. Chứ đừng có dài mà đó là kiểu là thấp máu mà nó vẫn lên mà anh em đang ở thì thắng thế. Thì đừng có dài nhá, chắc chắn thì sẽ có đồng đội hỗ trợ đó là xung quanh. Giống như mình pha đỏ thì có Crazy á. Rồi pha này thả thủ sông này. Rồi mình sẽ khóa luôn đấy. À chạy chạy nhanh thế, chạy nhanh thế. Rồi pha này phải lùi lại thôi, bởi vì anh em thấy thì xung quanh của Tem Mendic hình như đó là có người. Thế là thôi lùi lại một nhịp anh em ạ. Bởi vì anh em thấy Tem Mendic hổ báo như vậy thì chắc chắn là sẽ có người, rất chỉ là nguy hiểm. Bây giờ thì bắt mán đấy, anh em thấy chưa, rừng Tem Đích. Pha đỏ mà Tem mình là lên cao phạt là thôi sóng ổi rồi luôn á. Ôi không ai hỗ trợ mình à, thế này thì phải bỏ đó là cái trụ này rồi. Với lượng máu của mình thế này thì chắc có lẽ là không giữ trụ được rồi. Và cuối cùng phải bỏ luôn đó là cái trụ. Nãy giờ thì rừng mình gọi là chưa gánh được một lần nào cả anh em á. Dọn Tem mình thì chửi đó là ép về luôn á. Thì có lẽ là gánh đường ta thân hơi nhiều một xíu. Có lẽ là gánh đường rồng thì sẽ hợp lý hơn, bởi vì hai vị tướng máu giấy thì bắt mán đó là sẽ dễ bắt hơn á. Còn gánh ở đường ta thân thì chất tưởng sơ cất ra chỉ là trấu bo, bắt mán thì cũng hơi khó bắt. Cuối cùng thì bắt mán Tem mình thì cũng lên bảng điểm số rồi. Tớ dón Tem mình lao lên nhưng mà cuối cùng thì tên thân đó là lại trận. Và mình Tem định chạy được. Hiện tại thì đang thấy Alice khá là thấp máu đúng không? Pha này thì mình có thể là bắn vào trụ bắt Alice này, thả chiêu cuối để kẹp góc này, rồi chạy đâu chạy đâu. Mình đang còn tốc biến này, tốc biến lao vào trụ và tiền đó là Alice Tem Đích lên bảng điểm số. Vậy đâu ok rồi, phần thưởng dành cho đó tính bên mình chắc chắn đó là cái trụ này. Về phần chiêu thức của vị tướng đó là Aron thì mình sẽ phân tích cụ thể cho anh em như sau. Chiêu thứ nhất anh em thấy thì mỗi lần kích hoạt thì anh em đó là có một con linh thú đó là xoay quanh người. Tối đá đó là ba con linh thú anh em ạ. Con linh thú này thì đó là nó vừa gây sát thương vừa có khả năng hồi máu dành cho đó là vị tướng của Aron. Con chiêu hai thì anh em thả thủ sông. Thì việc đó là thả thủ sông thì phụ thuộc vào trên người của Aron đó là có bao nhiêu con linh thú. Ba con linh thú thì anh em sẽ đó là thả ra thủ sông đó là ba nấc. Nấc thứ hai thì làm chậm và nấc thứ ba đó là làm choáng. Vì thế thả thủ sông thì có thể là sử dụng để kẹp góc tướng địch, để gây sát thương, làm chậm, làm choáng tướng địch. Còn chiêu cuối thì anh em sử dụng là khóa mục tiêu thôi. Khi sử dụng đó là chiêu cuối khóa tướng địch, thì nếu mà hai bên đều là bên nào gây sát thương thì sẽ bị đó là truyền cho nhau. Kiểu là Aron tốt nhất là nên khóa những vị tướng thấp máu hơn Aron. Chứ khóa những vị tướng gọi là nhiều máu hơn Aron thì đó là có thể Aron lên bằng điểm số trước đó là vị tướng đó. Vì thế anh em cần lưu ý đối với chiêu cuối. Còn cách chơi của vị tướng Aron thì mình nghĩ là cũng không có gì là khó cả. Kích hoạt từ chiêu 1 anh em ạ. Ba con linh thủ xoay quanh người gây sát thương hồi phục. Rồi sau đó thì anh em cảm giác ok thì anh em đó là nếu mà muốn khóa mục tiêu tốt nhất là anh em combo đó là chiêu 2 trước. Để đó là khép góc tướng địch, sau đó thì anh em khóa bằng chiêu cuối. Bởi vì khi anh em thả chiêu 2 sống khóa chiêu cuối phát thì lập tức ba con linh thủ sẽ đó là hồi anh em ạ. Rồi pha này thì hiện tại thì sơ cớt của Tem Đích lão vào hồi vẫn đấm được đó là VRT mình lên bảng điểm số kia. Pha này thì mình có chiêu cuối rồi này, nhưng mà trước có tốc biến anh em ạ, tiếc thế. Rồi chuẩn bị đó là hồi tốc biến này, pha này thì có thể chơi được nha. Rồi mình đang còn tốc biến này, rồi thả thủ sống này, tốc biến lại khóa luôn này. Chạy đâu chạy đâu chạy đâu lên bảng điểm số và điểm siêu việt dành cho mình. Nhưng mà pha này thì bị đó là diệt hôn trúy của bến đẹp quá anh em ạ. Và tiền đó là mình cũng như đó là vị trí của Dón lên bảng điểm số luôn. Batman Tem mình liệu có làm được gì hay không, hay quá Batman ơi. Thôn Tem Đích, thôn Tem Đích, chơi luôn chơi luôn chơi luôn. Nhưng mà cuối cùng thì Batman cũng lên bảng điểm số. Nói chung điểm mạnh của vị tướng Aron này đó là thứ nhất đó là khả năng hồi phục cũng ok này, thứ hai nữa đó là khả năng bảo kê cũng tốt, đặc biệt thì khi có chiêu cuối thì các sát thủ bắn vào rất chỉ là khó. Điểm yếu của vị tướng này thì nếu mà gặp những vị tướng tay dai nó cứ cấu rỉa thì anh em cũng khá là khó chịu, khá là khó chơi á. Tất nhiên thì vị tướng Aron và là chất tướng đó là bị cấm rất chỉ là nhiều trong danh luôn. Bây giờ thì anh em thấy thì hiện tại thì đó là mình sẽ khóa đó là Alice của Tem Mendic luôn. Liệu pha này có chơi được hay không? Dọn Tem mình thì vẫn đáng được sấy.
Chắc có lẽ tình huống này thì sẽ thả đó là thủ sống và lùi về thôi. Tại mình anh ta thân xế giá, nhưng mà pha này anh ta thân xế giá rất chỉ là mạo hiểm. Nên là thôi, chắc có lẽ là quyết định đó là lùi lại đã, bởi vì tên mình đi thì vẫn đáng đó là ở xung quanh đấy. Diệt hồn trúy của vị tướng Pin được sử dụng, bị hất tung này, rồi pha này chơi được này. Rồi mình tiến Pin tên địch lên bảng điểm số. Chất tưởng đó là vị trí của Arum thì cũng khá là trâu bo, thả luôn rồi thủ sổng kẹp góc. Và tiền đó là ba người của tém địch lên bảng điểm số. Mình tém địch liệu có chạy được hay không? Mình đó sẽ thả thủ sổng phạt nữa này. Ok, nhưng mà cuối cùng thì biến ảnh hoàn hình đến từ Lina thì vẫn đó là chạy được. Skirt của tém địch lao vào, nhưng mà bị gión tém mình xoáy gión ở giai đoạn cuối game thì xoáy những vị tướng tánh cớ cũng rất chứ là đau, đừng nói những vị tướng máu giấy nhá. Cuối game thì sự khác thường của gión trì đó là tánh cớ cực kỳ là tốt anh em ạ. Và chắc chắn phân thưởng sau khi đó là giao tranh thắng lợi dành cho team bên mình đó là những cây trụ. Về phần phù hiệu dành cho đó là vị tướng Arum thì mình sẽ sử dụng bộ phù hiệu mọc giáp để giúp đó là Arum đạt trấu bo, lại còn đó là trấu bo hơn nữa. Bên cạnh đó thì các nhánh phù đi theo thiên hướng đó là hồi phục. Bây giờ tém bên mình ngắn ta thân xế giá, ôi nhưng mà thó nắn được đó là vị trí của đó là bắt mán tém mình ngắn được đó là con ta thân xế giá nữa. Mình thì thủ khốn trúng Alice của tém bên địch vẫn đang chơi được anh em ạ. Rồi đuổi theo Alice luôn này, đuổi theo này, đuổi theo này, thả thủ sổng để khép góc này, tiền Alice đến bằng điểm số. Diệt hồn trúy của Pain được sử dụng, thêm ông sơ cớt nữa. Nhưng với đồ trấu bo của mình, đồ hồi phục của mình, hai ông này cần luôn solo luôn. Rồi mình tém mình lại hỗ trợ kịp thời, tiền Pain tém địch lên bằng điểm số. Chơi không bạn ơi, chơi ông bạn ơi. Sơ cớt bỏ chạy rồi. Thì đó là tác dụng của vị tướng đó là Arum ở giai đoạn cuối game anh em ạ, đặc biệt thì gặp những chất tướng không sốc đám. Mà tém in địch thì anh em thấy đó là sát thương phép nhiều, nên là mình lên đồ kháng phép nữa. Bây giờ mình có hai món đồ kháng phép, đó là huấn chương trói và giáp gai á, vì thế mình cực kỳ là trâu bò. Và bộ trang bị phù hợp dành cho trận đấu này thì mình sẽ lên như sau. Đầu tiên thì món đồ phụ trợ đó là cây dài, tiếp đến thì đó là dây kiến cương để kháng hiệu khống chế. Món đồ thứ ba mình sẽ lên đó là giáp gai á để có khả năng đó là kháng phép, khả năng hồi phục nữa. Món đồ thứ tư thì mình sẽ lên cái giáp hiệp sĩ trước đã nhá. Giáp hiệp sĩ là món đồ cấp 1 của cái kiến thất truyền. Sau đó thì xong cái giáp hiệp sĩ, món đồ đó là vừa rẻ vừa có tác dụng đó là giảm tốc đánh của tướng địch. Mình sẽ lên đó là huấn chương trói để kháng phép. Sau đó thì lên huấn chương trói rồi thì mình sẽ hoàn thiện đó là cái kiến thất truyền và cuối cùng đó là giáp thống khổ. Biểu đồ này thì cực kỳ là trâu bo, dành cho đó là vị trí quá rung luôn. Anh em thấy thì quẩy thoải mái này. Hai người này thì đánh đến sầm mái, mình thì chắc có lẽ không lên bảng điểm số. Hai người hơi ít, kéo thêm đó là một người nữa là ba người rồi. Ba người cần luôn cả ba người này. Chạy đâu, mình chuẩn bị có chiêu cuối này, tiền lên bảng điểm số này, thả thủ sống này, kẹp góc này, quá luôn đó là vị trí của Alice tem Bendix này. Alice của tem Bendix thì chạy được rồi anh em ạ. Rồi pha này thì hiện tại anh em thấy thì có lợi thế rồi. Với chất tướng của Arum thì đó là phát huy tác dụng cực kỳ là lớn, và cùng đó là lối trang bị theo thiên hướng đó là để giúp anh em khắc chế đó là tướng địch. Thì bây giờ thì chắc chắn là tấn công và lấy đó là những đường lính siêu cấp, nhưng mà Alice lên phun phép nên là quá cái dòng chảy thời không phạt thì khả năng dọn dẹp lính cực kỳ là nhanh, lao ra đến từ vị trí của sơ cơ tem bên địch, nhưng mà cuối cùng thì cũng phải đó là lùi lại rồi. Hiện tại thì lượng máu của mình cũng khá là thấp, năng lượng thì cũng hạn chế, nên là chắc có lẽ đó là biến về hồi phục thôi. Tem bên mình thì Crisi cũng vậy, Vedret cũng khá là thấp máu. Về phần bảng ngọc dành cho đó là vị tướng Arum thì anh em lên cho mình như sau. Ngọc đỏ, ngọc ba dòng, tốc đánh, máu tối đa và giáp. Ngọc tím cũng là ngọc ba dòng, máu hồi máu và tốc chạy. Còn ngọc xanh giáp, giáp phép và giảm hồi chiếu. Bảng ngọc này thì giúp đó là Arum sẽ trấu bò hơn nữa anh em ạ. Bây giờ thì có lẽ là tổng tấn công lên và kết thúc trận đấu được thì kết thúc anh em ơi. Hiện tại thì đang có một phá gọi là giao tranh. Xạ thủ tém địch thì lùi về rồi. Bắt màn tém mình thì vẫn đáng đó là bật chế độ tăng hình để rinh rập anh em ạ. Ta thân xế giá thì phút thứ 14 đã biến mất. Ta thân xế giá phút thứ 15 thì một phút nữa xuất hiện. Bắt màn tém mình ăn được xạ thủ tém địch rồi. Ô pha này Pain định bắt gió lần này thì bắt gió này. Gión tém mình chỉ còn một xíu máu, nhưng mà cuối cùng thì bị mình khóa bằng chiêu cuối. Đó là tác dụng và sự bảo kết tốt đến từ vị trí của Arum. Đó là lý do vì sao đó là Arum thường xuyên đó là bị cầm trong ránh. Các xạ thủ cực kỳ là ghét Arum luôn anh em ạ. Cứ vào phạt lại nó xích không làm được gì luôn. Mặc dù đó là xạ thủ tém gọi là chỉ còn một xíu máu nữa.
Thì bây giờ thì mình đó là sẽ khóa luôn đó là Alice của Tèm Bên Địch, và chắc chắn thì trận đấu nó sẽ kết thúc ở đây thôi. Rồi hạ thủ sổng để kẹp góc đường về luôn. Thì cảm ơn anh em đã theo dõi clip này của mình. Nếu cảm thấy hay hữu ích, đừng quên để like cho NMH một like, một đăng ký kênh Đồ Tinh Thần. Bye bye, chúc anh em luôn vui vẻ và leo rank thật là thành công.